Xin chào tất quý cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh Xế Cỏ Trường Vlog. Lời đầu tiên cho Quang Trường xin gửi lời chúc sức khỏe quý cô chú và anh chị, những người đã và đang theo dõi tại kênh Xế Cỏ Trường Vlog, lời chúc sức khỏe. Thì hôm nay Xế Cỏ Trường Vlog review đến cho anh chị một con xe Vespa. Đây là một trong những con mà lần đầu tiên mình review về những cái dòng xe cổ của mình. Thì tiện bên chỗ anh Khôi, mỗi anh Câm ở trên chỗ Gia Lai ấy, mọi người, mình review về con xe này. Đây là con Vespa đời 1962, đăng ký lần đầu tiên năm 1993, đăng ký tại Gia Lai, đăng ký một chủ nha mọi người. Con này đăng ký một chủ từ 1993 đến giờ. Thì nói chung về sơ bộ khá là đẹp. Về con xe Vespa này nhiều người cũng đã biết rồi, nó có cái thắng tay nha mọi người. Thắng tay với cả thắng chân. Bên này là tay côn của nó. Đây là cái tay côn của nó. Số thì là 1234 nha mọi người. Số là số tay luôn. Bên đây thì là cái cùm bên tay phải của nó, tay ga và thắng. Còn ở trước đây thì là cái thắng chân đây nha mọi người. Đây là cái thắng chân của con xe này. Thì sơ bộ thì mình sẽ về quay về cái dàn trước cho mọi người xem. Đó, cái dàn đồng của con xe này thì đã được làm lại hết rồi. Đây, dàn đồng đã được làm lại hết rồi. Dùng xi chiếc rồi, mọi người biết mà, xe để lâu không đi thành ra nó rỉ nè mọi người. Đó. Xuống cái thời gian nó rỉ hết. Thì ông chủ ông nhiều xe quá thành ra ông không bảo quản được hết. Ông chủ làm thợ sửa xe cho ông sửa nhiều, con xe của ông để nhiều. Đó, nhìn mình phí, mình chơi xe này mình giữ kỹ lắm chứ mình không để như này đâu. Cái cặp bánh nó nhìn nhỏ nhỏ mi nhon dễ thương mọi người nhà, tầm hơn một găng tay mình chứ mấy. Cái bánh của bạn, nếu mấy cái bánh xe của mình nếu mà đo tầm hai găng tay, đây là một găng tay chứ mấy. Liền này đó. Đây có cái ốp của Vespa này nha mọi người. Và đây là con con Vespa 150 xe đời cổ. Máy thì chạy vẫn là xăng 2 thì nha mọi người. Chạy đẹp lắm. Chạy là khói khói nổ bạch 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 ấy. Vì con xe này trong nhiều hội xe mình thấy đi là dọc đường hay hư lắm rồi đó. Nhưng mà được hư được sửa nó vui mọi người ạ. Đi đường mà có xe mà hư tí sửa nó vui. Thì dàn đồng cái con này làm lại hết rồi. Con này có cái chỗ cái yên này rất là đẹp mọi người này. Yên mình cầm nắm này là lôi lên lôi xuống này đó. Yên cầm lôi lên xuống. Cái xe này á, thì nó được cái bầu hai bên, bên này và bên đây nó cũng giống nhau. Nó bầu ra này này, nó nhìn đi rất chi là phong cách. Đây là cái chặng ba, cái bộ bảo vệ ở ngoài này. Xe này thì không có chân chống nghiêng, chỉ có chân chống giữa thôi nha mọi người. Mọi người nhìn cái xe là biết để lâu này. Đây, này nhìn này. Nhện nhiếc này, màng nhện này. Đấy, màng nhện đó, để lâu không đi đâu. Đó mọi người. Con này vẫn biển 81, biển số cũ nha mọi người. Xe vẫn biển 81 này, biển số cũ. Chưa sang tên đó. Con này chưa sang tên. Bên đây là cái máy Vespa. Mình nghe nói cái máy Vespa lằng nhằng lắm. Mình không phải thợ máy nhưng mà mình nghe nói là cái xe này nó máy nó lằng nhằng lắm. Giò đạp của nó một bên này, mỗi lần mà đạp xe là phải dựng lên này, không đạp một bên nha mọi người. Đó. Nhìn cưng không mọi người? Nhìn đã quá. Nhìn xe đấy thích quá, nhìn vào thấy có một sự hoài cổ riêng của cái con xe này rồi. Thì nhớt như con này bị chảy nhiều quá mọi người ạ. Đây nhớt ở dưới chảy nhiều quá này. Nhớt ra loang chảy nhiều quá này. Nhưng mà con xe này đâu rẻ mà tầm hơn 20 triệu à. Con xe này có hơn 20 triệu, 25 triệu hay sao á, rẻ mà. Nếu để giấy tờ chính chủ rồi sang tên được toàn quốc mà 25 triệu thì chắc không rẻ. Đi cũng được, nói chung là không đắt. Con xe này không đắt. Giá này phù hợp để chơi. Bây giờ mình thử nổ máy cho các bạn xem nhé. Nổ máy thì con này cứ nổ thôi. Còn cái nút này nút tắt của nó này, tắt máy này. Đấy, cái nút này nút tắt máy nha mọi người. Đó. Để mình nổ máy rồi mình chạy thử con xe này cho các bạn xem tí.
vui. Mình nổ máy xem nào. Đấy, ui, cái tiếng máy của nó mọi người nghe đã không? Đấy. Tiếng máy của nó mọi người ạ. Nghe thích không? Mình ra mình chạy thử cho mọi người xem nào qua. Đấy, vào số nha mọi người. Thì nó kiểu một tiến bốn lùi này, nó cũng kiểu như cái số móc lên á, khi mà đạp lên móc nhẹ thôi. Vào số thì các bạn vào số 1 đây này. Này, gần lại đây. Số tay thì khi mình vào số 1 này đấy. Mình bóp côn nhé các bạn, mình bóp côn xong rồi vào số. Đấy, là vào số 1 rồi nha mọi người, chạy. Đấy. Ôi, con xe này nó hơi nặng mọi người ạ, hơi lắc. Hơi nặng, hơi lắc. Đấy. Con xe này gầm nó thấp lắm. Nên là xuống từ từ để mình đi xuống mình dắt bộ nó xuống. Rồi nó cạ gầm. Nên là đấy, xuống rồi, nó dễ bị cạ gầm đấy nha mọi người, cái con xe này. Bây giờ để mình lấy mũ hiểm, mình chạy nó thử nha mọi người. Anh chủ anh có tâm lắm mọi người, bây giờ ông đang bơm lại bánh xe để cho mình trải nghiệm thử mọi người. Ông làm có tâm lắm. Rất nhiều người đến đây chơi xe, mấy anh em chơi xe lâu năm uy tín là tới đây chơi ác lắm. Đang hướng dẫn mình đó. Ngày xưa mỗi lần mình được nhìn con Vespa này mình thích lắm nha mọi người. Hết số rồi nha mọi người, hết số rồi. Đúng là xe của thợ có khác, chạy nó ngon, nó mướt lắm mọi người. Xe thợ chạy rất gì nữa.
Ok. Thì đấy, đúng là thợ khác đi về lúc nào cũng phải về mo, xe mà đã đậu phải về mo. Thì clip của mình tới đây là kết thúc mọi người. Cái xe này thì cái xe này chạy nó đã mọi người, nó mang một cái cảm giác hoài cổ để cho mình đi rất là thích. Thì clip của mình tới đây kết thúc. Mọi người thấy clip hay nhớ like, subscribe, đăng ký kênh cho mình. Con xe chạy sướng mọi người ạ. Thì đây là cái cửa tiệm của anh Khôi nha mọi người. 74, 76 Cù Chính Lan nha mọi người. Honda Khôi này, chuyên sửa tân dân các loại xe gắn máy này, số điện thoại 059 kìa. Rồi tí mình để cả cái số điện thoại của anh vào đó. 0935 này, 573884, đây là số điện thoại của các anh bán xe nha mọi người. Đây dàn xe của anh em mình review này. Đó. Dàn xe mình review. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip nhá. Nếu thấy clip hay nhớ like, subscribe, đăng ký kênh cho mình để mình có thật nhiều lực làm clip thật hay cho mọi người xem nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.